Chào tất cả anh em ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và cũng như cho anh em sử dụng cái con máy đó là Novi K9 chuẩn hãng ha. Thì con máy này ở đây nó có 10 chế độ căn chỉnh ha. Số 10 là quăng gần nhất, từ từ nâng cấp lên số 0 là quăng xa nhất nha. Ở đây thì nó có nút mở máy thì dưới đây nó có nút on off ha. Đây là, là, là mình tháo máy ra. Đây. Ở đây thì nút căn chỉnh mồi. Đây là cái xã um, xả buôn khi gặp cá lớn đó, nó cũng giống rồi mình câu cá lóc mình siết lại rồi à, mình sẽ con này thì dùng thu là 7.1.1 nha đó và mình sẽ căn chỉnh cho anh em xem đây là nút căn chỉnh mồi cho con mồi rớt từ từ ha anh em mới tập câu nên cho mồi rớt từ từ thôi đừng cho nó nhanh quá đây là nút căn chỉnh ha thì theo anh em đó rồi, còn anh em mới biết câu thì anh em nếu mà sợ rối á, thì anh em um, sử dụng cho mình số 9 đi. 9 hoặc là số 10 đi ha. Và khi mình, mình, mình bấm nút, mình giữ dây, thì quăng ra thì mình rạng ngón tay với anh em. Để ý nha, quăng thử cho anh em xem. Đó, thắng lại. Khi con mồi rớt dưới nước thì anh em thắng lại. Ha. Cái này là con máy Nobe K9 ha. Thì mỗi cái con máy ngang thì nó có cái sự căn chỉnh khác nhau. Từ từ anh em quen với em sẽ nhìn rồi anh em muốn quăng xa hơn cái này mình chỉnh chỉnh số 7 đi ha. Con này thử cho anh em xem. Cái dòng Nobi thì thì quăng đi rất là xa nha anh em ha. Nếu anh em muốn xa nữa anh em căn chỉnh số 5, số 4, số 3, số 2, 1 nó còn xa rất là nhiều, tùy theo con mồi mình sử dụng ha. Ngáo đang sử dụng con mồi đó là con mồi 7 g ha. 9 g thì nó quăng xa hơn nữa. Nói chung là càng càng nặng thì nó càng quăng xa. Rồi nếu mà anh em có thắc mắc thì anh em có thể vào bên dưới liên hệ với anh áo để được biết thêm chi tiết cái sản phẩm này ha. À, đây là càng hông tơ và máy Noah k 9 nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ.